một tiết mục chúng tôi nghĩ rằng thật là đặc biệt với sự góp mặt của hai tài năng nhí. Các em chính là những tài năng nhí của Việt Nam đã từng tham gia nhiều TVC viral quảng cáo của các nhãn hàng, các thương hiệu sản phẩm, cũng như là đã xuất hiện trong rất nhiều những MV ca nhạc, các chương trình nghệ thuật biểu diễn trong nước và cũng như là những cái chương trình ảo thuật. Và cùng hôm nay thì chúng ta có cơ hội được đến với tiết mục của hai bé, đó chính là Susie Đăng Khôi và Siro Khôi Nguyên. Và hôm nay hai bé sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục thật đặc biệt, thật hay. Và xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn đón chào sự xuất hiện của hai tài năng nhí Việt Nam được không ạ? Rồi xin mời hai con nha. Xin chào tất cả quý vị có mặt trong chương trình Quên Thành Ai Bỏ Ti Lê hôm nay ạ. Và con là Susie Đăng Khôi 9 tuổi và con là Siro Khôi Nguyên 7 tuổi. Và hôm nay thì con sẽ gửi cho quý vị một bài rap. Vừa trước đây, rap đó không phải là tiếng Việt, rap đó là tiếng Anh, 100 chữ trong chưa đầy 15 giây. Chỉ là ngắn thôi, làm nóng trước kìa. Dòng 2 mày đi đường quyền chỗ này, dòng 3 đi bên đây luôn cho má.